chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Bio Farm cùng Mr. Chuối. Hôm nay mình rất là vui được gặp lại bà con và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ủ phân tự nhiên, hữu cơ để phục vụ cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Thì hiện tại sau lưng của Mr. Chuối đây là vườn chuối của mình, chuối xứ ha. Thì hiện tại mình sẽ ủ cái phân hữu cơ này để mình sử dụng tưới xịt cho cái vườn chuối này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Sẽ hướng dẫn mọi người chuẩn bị cái nguyên liệu để mình ủ phân nhé. Thì nguyên liệu bây giờ mình sẽ tận dụng những cái gì mình có sẵn ở cái vườn nhà mình hay là nhà mình. Thì đầu tiên á, mình phải cần là cái mật rỉ đường ha. Đây là mật rỉ đường hoặc là đường. Thì mọi người có thể mua ở những cái cơ sở mà họ bán cái mật rỉ ha, thì nó rẻ hơn. Không thì mình dùng cái đường cũng được. Còn tiếp theo mình có thể là nếu có chuối chín, chuối hư như vậy ha, thì mình sẽ xài nó. Đây là nguồn cung cấp kali rất là tuyệt vời. Nếu có những cái sữa chua, đây là nguồn cung cấp men cho cái vi sinh cho cái này. Và mình sẽ cần cái một ít dứa ha. Và những cái cần dùng những cây chuối ở vườn nhà mình. Thì những cái chuối này sau khi mà nó lên nhiều quá mình phải sắn bỏ cho nó cây nó lên đó. Mình sẽ lấy này để mình thì cái này là nguồn cung cấp kali cũng rất là tốt. Mình sẽ dùng cái chuối để mình bón lại cho cái chuối luôn. Và ngoài ra mình có thể sử dụng thêm những cây rau, những cái cây cỏ là cái nguồn xung quanh vườn, những cây cỏ á, thì cũng là nguồn cung cấp rất là tốt. Nào bây giờ mình sẽ tiếp tục nhé. Chuối này mình có thể là băm nhỏ hơn một tí nữa. Dứa này vậy mình sẽ băm nhỏ ra ha. Đây là cái dứa mình có thể tận dụng những cái quả mà nó đã hư hại như thế này mình có thể sử dụng để trồng. Thì với tất cả những nguyên liệu này mình có thể là bỏ hết trong cái thùng, mình chuẩn bị một cái thùng phi như vậy ha. Đó, cuối mình như này mình bỏ xong ở dưới này. Đó. Rồi tất cả những cái nguyên vật liệu khác dưới này thì mình sẽ bỏ luôn. Cái này mình sẽ làm một cái trà trách. Tiếp theo mình có cái rau củ này bỏ luôn. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị cái dung dịch men. Thì hiện tại mình có cái sữa chua này. Thì cái sữa chua này rất là an toàn mọi người ha. Cái người này cũng có thể ăn được cho nên là không sao ha. Rất là ngon. Tại vì mình sẽ sản xuất những cái sản phẩm hữu cơ cho nên rất là tốt. Ngon quá. Sữa chua ha. Tiếp theo mình sẽ có một ít men, nếu mà mình có men rượu hay men gì đó mình bỏ luôn. Đây là những dịch lên men cho cái và một cái rất quan trọng đó là cái vị mật ha. Cái vị mật này mình sử dụng khoảng 2 lít, tại cái bồn này quá lớn như này mình sử dụng khoảng 2 lít. Rồi xong tất cả thì mình sẽ đảo nó đều lên. Đảo đều lên.
Ok. Xong đâu đó mình sẽ bỏ vào trong cái số này. Rồi. Và sau đó thì mình sẽ bơm nước cho đầy gần đầy cái phi này ha. À, để bón cho phân cho cây trồng rất là tốt. Thì cái này mình có thể ủ khoảng cỡ 2 tuần. Mình có thể xài được. Tấm lưới này thì mình mục đích của tấm lưới này là mình sẽ phủ hết trên một cái vật này, nguyên liệu này để mình cho nó ngâm dưới cái nước dung dịch này. Thì sau khi mình hoàn thành xong cái bồn vi sinh này rồi thì mình sẽ đẩy nó lại. Thì cái này mình đẩy là cũng không cần quá kỹ ha, vừa vừa là được. À, hướng dẫn mọi người cách pha chế và cũng sử dụng cái phân. Rồi mình đã giới thiệu cho bà con cách ủ cái phân hữu cơ tự nhiên rất là tốt. Thì xin cảm ơn bà con đã theo dõi rất nhiều. Hy vọng những kiến thức này sẽ hữu ích ít nhiều cho bà con. Hãy like, đăng ký và hãy cùng theo dõi những cái video tiếp theo của Mr. Chuối cùng Biorava Farm. Xin chào tạm biệt.